Tạo, ngày bắt ra cái Tạo rằng hôm nay bắt xây cái nhà này, cái nói ơi, tao xây đủ quá rồi, bây giờ thôi phá đi. Cách đại, ví dụ thế. Cái làm như thế thì là cái ngày một mình một thân mà khiên đá, một mình thôi xây cái nhà tức nhặt. Phải lỡ lối bệnh hoạn đủ hết nữa. Bắt phá, xây được phá, xây được phá. Rồi cái ngày cái đổ thừa cái bữa đó là cái này bữa đó cái kia, cái kiếm cớ đi tạo ra. Ngài làm như thế để làm chi? Thì vợ của ngài đạo sư Mạt Ba đó thì cũng là bên vực, thấy lòng giống lòng mẹ thấy con mà cực khổ quá mà không sẵn chịu cho đạo. Cái ngài mà Mạt Ba chịu hết, ngài Mira Ba chịu hết tất cả các khổ hạnh để học đạo, ngài Mạt Ba vẫn không chịu dạy. Cái bác làm này bác làm cái mà bác làm những việc vô cùng cực nhọc, vô cùng khó khăn, rồi cứ nói là bác phá, bác xây dựng rồi bác phá, bác xây dựng rồi bác phá, xây bao nhiêu cái nhà rồi phá hết, ví dụ thế. Bài đặt ra để mà làm chuyện này chuyện kia, nhưng mà bà vợ đó, bà sư mẫu đó thì lại thương, muốn mà làm dịu bớt đi, năn nỉ hay là muốn tìm cách thì cách kia. Tôi nói tóm tắt rồi, bây chuyện nó dài để rồi mình đi đến chiều khác. Nhưng mà rồi sau cùng đó thì ngài mới, khi mà ngài thấy đã chín mùi rồi, ngài mới bắt đầu giải đạo. Thì tại sao ngài dạy đọa ngài Mirabha hay thế để giải nghiệp cho Mirabha? Thì ngài lúc đó ngài mới nói là chính là bà làm cho đáng lẽ là Mirabha sẽ thành Phật sớm hơn nữa, nhưng vì bà cái tôi đã tạo ra tất cả những cái đó để giống như để đẩy cái Mirabha làm sạch hết tất cả nghiệp chướng của mình, qua tất cả những cái hình gọi là mình tạm gọi là hình phạt nặng nề nhất để mà giải nghiệp mình. Thì bà lại bà lấy cái từ bi bạc nhược của bà có những cái gọi là từ bi bạc nhược sức mướt á, cái từ bi đó không giúp ai đưa ta đi xuống thôi. Thì đàn bà thì thấy người đệ tử thấy cổ tội nghiệp đó, nhưng mà chính thế làm chậm lại đi, chứ đáng lẽ là Mirabha sẽ thành Phật sớm hơn nữa. Thì đại khái là cái câu chuyện đó là ngài học đạo rất là gian nan, rồi sau đó là ngài mới nghe lời thầy. Nhưng mà có một điểm đặc biệt nhất mà chúng ta nên nhớ ngày hôm nay, cái vị đại nhất của mình ngài Mirabha là cái tôn thờ sư phụ. Nếu người thường khác không tôn thờ, nhiều gặp ông sư phụ ổng to, ổng cao, mà ổng giàu lắm, ổng giống đại điện chủ mà ổng làm bao nhiêu tiền bạc đó, ổng đổ vàng để qua bên Ấn Độ tỉnh kinh, để qua bên Ấn Độ mà rước sư phụ Ấn Độ để qua để mà thỉnh những kinh mật tạng. Tức là ngài cái hình thức bên ngoài nhìn như thế giống ngài Duy Ma Cật, một phía Duy Ma Cật thì thế. Nếu mình một ngài đại Bồ Tát mà nghịch hành đi, ngài thể hiện ra những hình tướng khác nhau. Nhưng mà cái đặc điểm rõ rệt nhất là câu sự tương giao quan hệ giữa ngài Mirabha và ngài Mạt Ba, vì nó cũng có cái dính líu về nghiệp của tiền kiếp rồi, và nó chính người nó lúc đó chỉ có lúc đó chỉ có ngài Mạt Ba mới giải đạo được ngài Mirabha thôi. Mặc dù là trái ngược hẳn nhau, hai người trái ngược hẳn nhau cái đời sống của hai người đó, bên đó, ngài Mirabha là hoàn toàn khổ hạnh thanh tịnh, còn bên ngài kia thì hưởng hết tất cả ngũ dục, giống như là đại Bồ Tát mà hưởng ngũ dục đó, Bồ Tát nghịch hành hưởng ngũ dục nhưng mà không dính vào ngũ dục, thoát ngũ dục. Mật tông như thế, mật tông Phật giáo, mật tông đại kim cương thừa chuyển quán những thuốc độc, cái mà thuốc độc đó, mình vô mình chết ngay lập tức, nhưng mà giống như mật tông ăn thuốc độc không muốn sao cả, thì lấy cái thuốc độc đó, chuyển thuốc độc thành ra cái cứu mình, chẳng phải cái giết mình chết. Tức là cái thế lực đưa mình xuống cũng là cái thế lực đưa mình lên, đẩy cái thế lực nó lên, chuyển qua tất cả cái thế lực mà không tiêu diệt những thế lực mà tiêu cực, mà chuyển qua những thế lực tiêu cực thành là những thế lực tích cực. Nhưng mà cái đó rất vô cùng khó khăn, bởi vì nếu chúng ta sẽ lợi dụng, chúng ta sẽ dùng những cái tự biện hộ, hay là chúng ta sẽ tự mà bào chữa để mà lợi dụng cái đó, thì tất nhiên không đáng nói. Thì cái mà đáng để ý nhất ngài Mirabha là cái mà tôn kính thờ cũng coi bậc thầy của mình như là Phật, là Phật chứ phải như là Phật, nhờ thấy mới được sự gia trì của chư Phật. Nếu mà nhìn bên ngoài thì không thấy Mạt Ba là gì cả, bởi vì ngài là không có hào quang, ngài cũng không có cái gì mà đạo sư thường tình, bởi vì ngài là đời sống ngài rất bình thường thôi. Nhưng mà chỉ có Mạt Ba mới có thể mà đưa đến Mirabha, thành ra Mirabha, tức là một bậc thánh